Ở đây người ta cho các chất là XYZT là đơn chất mà có công thức phân tử là 462. Có các đặc điểm như sau. X là mạch carbon phản nhánh và dung dịch làm đổi màu quỳ tím. Như vậy X này mình dự đoán nó là gì mọi người? Phải là axit không? Khi tham gia phản ứng bạc và thủy phân trong môi trường NaOH thu được ancol không no. Và chất mà tham gia phản ứng bạc và tác dụng được với NaOH thì nó phải là có nhóm chất chó HCOO này. Được chưa em? Bây giờ nó là este, nó tác dụng được với thằng này. Còn cái con không no này mình tính sau. Thủy phân Z thì cho hai chất hữu cơ cùng số carbon. Thủy phân Z cho hai hợp chất hữu cơ cùng carbon. Còn T là không có phản ứng bạc. T không có phản ứng bạc, không tham gia phản ứng với thằng này. Ok, bây giờ mình xử lý này. Ở đây bạn để cho thầy này, khi mà trong đầu của em á, khi đi thi là em gặp cái từ là đơn chất mà thở, được chưa? Mà trong công thức này có hai oxy thì bạn phải nghĩ cho thầy được hai loại đồng phân. Đồng phân thứ nhất là đồng phân của axit và đồng phân thứ hai là đồng phân của este. Được chưa bạn? Và đây, bước đầu tiên bài toán này là chúng ta sẽ đi tính K. Thầy lưu ý cho các bạn đó là khi mình đi thi á, là cái công thức tính K này là chúng ta tự hiểu thôi. Được chưa Đạt ơi? Trong đó carbon chúng ta là hóa trị 4. Được chưa? Hydro là hóa trị 1, lấy 1, còn oxy là hóa trị 2, S2. K ở đây chúng ta sẽ được tính nó là K bằng liên kết pi. Thì người ta nói mạch hở tức là không có vòng. Thì K bằng pi luôn. Nó sẽ bằng công thức là 2S4 này trừ S1 này cộng 2 chia 2. Thành công hay thất bại của bạn trong khi chúng ta làm những cái bài tập mà liên quan tới đồng phân hay là khác là công thức cấu tạo thì nó phải trải qua công thức tính K. K là để ta kiểm soát được trong này có những loại liên kết pi nào. Đã vào 2 nhân 4 trừ đi 6 cộng 2 chia 2. 2 nhân 4 là 8, 8, 2, 10. 10 trừ 6 là bằng 4. 4 chia 2 thì bằng 2. Rồi bạn nghe kỹ, chúng ta phân tích tiếp. D cho là đơn chất. Đơn chất này mà có hai oxy thì mình sẽ có hai trường hợp. Bây giờ, trường hợp thứ nhất này là nó có nhóm chất COOH của axit. Được không em? Được không Đạt ơi? Với nhóm chất này thì K bằng mấy em ơi? K bây giờ phải bằng 1 không? À. Và để thỏa mãn được K bằng 2 thì trong này nó còn một liên kết đôi CC. Cái đó K bằng 1 nữa. Thì thỏa mãn K bằng 2 cho em ơi. Được không Đạt ơi? Rồi trường hợp 2. Trường hợp 2 là nó có nhóm chất este. Đây. Thì K thằng này bằng 1 và trong này nó còn lại một liên kết đôi CC. Được chưa em? Rồi, như vậy là những gì nãy giờ thầy đang làm cho các bạn đó là những cái gì mà chúng ta đang phỏng đoán, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta xử lý này. Bây giờ chúng ta sẽ viết tất cả đồng phân này dựa vào triết lý buộc khung carbon. Chúng ta có này, C4H6O2. Giờ các đồng phân của C4H6O2. Đầu tiên chúng ta khảo sát nó là axit. Axit trường hợp 1 mình khảo sát nó là axit. Axit thì nó phải có dạng là RCOOH. R này phải chứa liên kết đôi CC như ta thầy đã phân tích hồi nãy. Như vậy đây mình có 4 carbon. Được chưa? Mà trong cái thằng này là gì rồi? COOH rồi thì trong này nó còn lại là C3H5 COOH. Em hiểu không Đạt ơi? Alo. Dạ hiểu rồi. Rồi để viết được đồng phân này thì em sẽ làm các lộ trình như sau. Đầu tiên em hãy biết là C3 nó có bao nhiêu bộ khung thì nó có một bộ khung thôi. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành điền liên kết đôi vào. Chúng ta thấy là ba carbon này thì carbon ở giữa là đối xứng. Là điểm ở giữa để hai carbon hai bên đối xứng. Như vậy liên kết đôi điền bên trái bên phải như nhau. Thì giả sử điền bên trái. Sau khi điền thằng này xong rồi thì chúng ta tiến hành điền nhóm chất COOH vào.
Nhóm trước CO2 chúng ta sẽ điền vào một vị trí, hai vị trí và ba vị trí. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi đây là cây thứ nhất, vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai. Và đây là vị trí thứ ba. Để cho Đạt ơi, các em hiểu chưa? Để thầy giảng tiếp. Dạ rồi thầy. Và bạn cần lưu ý với thầy như sau. Đối với cái hợp chất thứ hai đấy, chúng ta có thể kiếm dạng tương tự như sau. Lem đảo hai cái thằng này cho nhau thì cái đó nó sẽ xuất hiện nhánh. Được chưa? Nhánh đây là nhánh CH3 đó. Còn cái 1 và cái 3 chúng ta làm mặt thẳng em nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát trường hợp 2. Thế cái kia nó là dư một hero rồi này, Quên quên, cả thầy vừa đây. viết xong. Quên nãy thầy đảo mà thầy nhìn không kỹ, xin lỗi. Ok chưa? Rồi tiếp tục em. Bây giờ thầy sẽ xét trường hợp thứ hai, nó là este. Este của mình là nó có dạng là R này, COO này, R phải. Đưa cho bạn ơi. Và chúng ta lưu ý là góc R và góc R phải, một trong hai thằng thì sẽ có một liên kết đôi CC. Bạn hiểu được không ạ? À? Bạn hiểu cái đoạn thầy phân tích đây không ạ? À? Dạ. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét như sau. Nó là este đúng không? Este thì nó có dạng là COO này. Chúng ta lưu ý với thầy là cái R này, R lưu ý cái thằng R bên tay trái nha, là nó có thể xuất hiện là hydro, như vậy chúng ta khảo sát là hydro đứng đầu. Như vậy mình còn lại là ba carbon. Được không em? Cái đó liên kết đôi chúng ta sẽ điền vào vị trí như sau. Giả sử đây là carbon số 1, đây là carbon số 2 và đây là carbon số 3. Như vậy liên kết đôi có thể điền vào hai vị trí, đó là 12 và 23. Em hiểu không Đạt ơi? Dạ hiểu rồi. Rồi, tiếp tục. Được chưa nào? Tiếp tục này. Chúng ta đến đến bằng cách chúng ta di chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ tăng cái bên tay trái lên một carbon. Được chưa? Đây, COO. Cái thằng này là C. Bên này còn lại 2C. Như vậy đây nó là CH3. Bên này thầy cho lên cái đôi. Chúng ta lưu ý là một carbon thì không thể điền lên cái đôi được. Rồi. À, chúng ta biết là gì? Đây thầy giải thích rõ cho bạn hiểu luôn. Chúng ta để với thầy là gì? Giữa R và R phải là không đối xứng. Vì sao? Vì cái điểm này điểm ở giữa này, CO và OC không đối xứng dẫn đến R và R phải không đối xứng. Do đó trong trường hợp này chúng ta có thể hoán đổi vị trí của CH3 và CH nối đôi CH2 cho nhau. Cái đó nó sẽ có một cái đồng phân thứ tư. Em hiểu được điều này cho Đạt ơi. Dạ hiểu rồi. Nhưng mà nếu mình nói như vậy thì nó vẫn còn thiếu. Thiếu ở chỗ có đồng phân 4 năm này. 4 năm thì chắc là chúng ta có thể bẻ nhánh được. Em hiểu không ạ? À? Thầy có thể bẻ nhánh CH3 gắn vào đây được này. Như vậy chúng ta còn một đồng phân thứ 8 nữa. Đây, xin lỗi. Đây là HCOO CH nối đôi CH2. Bây giờ thầy sẽ gắn CH3 vào đây thì hydro ra đi. Được chưa bạn? Tới đây em hiểu hết chưa? Để thầy giảng tiếp. Dạ rồi. Rồi bây giờ cái khó nhất của mình là bây giờ chọn chất này. Đây này. X có mặt carbon phân nhánh và làm đổi màu quỳ tím. Như vậy x là thằng nào? X phải là axit đúng không em? Mà mặt carbon phân nhánh ở trong trường hợp này nó phải là đồng phân số 2 không? Đúng không em? Đúng chưa em ơi? Em hiểu chưa?
Đây là phần số 2 có nhắn này. Thấy chưa ạ? Rồi chúng ta có này. X là CH2 nối đôi CH3. Được chưa em ơi? Về đường. Rồi, bây giờ tiếp tục. Thầy sẽ nhỏ lại bên này để chúng ta nhìn cho rõ. Rồi, làm xanh với tím là làm đổ màu với tím được rồi này. Y có trắng bạc và thủy phân thu được ăn côn không nào. Rồi, trong chương trình mình học á, những hợp chất trắng bạc là những hợp chất có nhóm chất này này. Những hợp chất HCO này, HCO này. HCO này thực hiện phản ứng bạc em nha. Trắng bạc là tác dụng Ag2O. Trong môi trường H3 đun nóng đấy. Và nó tạo ra ancol thì hiểu như thế này. Ở đây á, nếu mà là OH cắm vào đây thì nó không tồn tại ancol. Ancol là carbon này và là carbon no. Carbon chứ OH là carbon no. Em hiểu như thế nào? Các làm đôi thì chỗ này gắn OH này, chỗ này gắn H này, chỗ này gắn natri này, được chưa nè? Nhưng đây nó không tạo ra ancol được bởi vì nó là hợp liên kết đôi. Trường hợp thứ hai này được này. OH gắn vào đây, CH2 này là gì? CH2 này là liên kết gì em ơi? CH2 này là liên kết đơn, như vậy nó là ancol được. Thằng này thì không thể là ancol bởi vì liên kết đôi. Được chưa nè? Như vậy cái thằng Y của chúng ta là HCOO. CH2, CH nối đôi CH2, đúng không ạ? Em nghe hiểu không Đạt ơi? Dạ. Rồi bây giờ thầy sẽ chứng minh điều này. Đây. Yêu cầu chúng ta là gì? Nó là gì? Nó là tham gia phần đáng bạc và thủy phân thu được ancol không đo. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh. Bây giờ chúng ta nói về phương trình của Y này. HCOO CH2 CH nối đôi CH2 thực hiện trắng bạc là tác dụng của Ag2O. Nó giống tính chất này tương tự như glucose em nhé. Rồi, cái đó nó sẽ tạo thành là HCOO. Nhận thêm một oxy vô nữa. O CH2 CH nối đôi CH2 cộng 2Ag cái tủa. Thế nên là tạo ra cái tủa bạc, do đó phần này gọi là phần trắng bạc. Được chưa nào? Và gì? Nó đi tác dụng với NaOH nữa. Đây là đun nóng em nha. Bản chất của phần này như sau. Cái phần HCO này được chưa, sẽ kết hợp với O này để tạo ra muối, phần còn lại thì tạo ra ancol HCOONa, phần còn lại đây là CH2 nối đôi CH COO, xin lỗi các bạn, CH2 OH, thì nó lại cho bạn hiểu nhá. Thế nào là ancol, thế nào là rượu? Rượu là carbon chứa OH này, là CH2 OH này, được chưa em? Phải là chứa liên kết đơn đây thì nó là ancol, được chưa nào? Còn nếu mà chỗ này liên kết đôi thì nó không là ancol như thầy đã giới thiệu hồi nãy, được không Đạt ơi? Rồi như vậy chúng ta đã xong đến thằng Y rồi, giờ tiếp tục đến Z. Thủy phân Z cho hai chất hữu cơ cùng số carbon, hiểu cùng carbon thì phải chia đều ra. Đây, nếu thủy phân chất thủy phân mà thủy phân ở đây thì chúng ta chỉ co thỏa mãn lại te thôi, hiểu không em? Như vậy 4 là không được, chia B1, B3 không được, 5, 1, 3 không được, 8, 1, 3 không được. Bây giờ có hai khả năng, bên trái và bên phải, được chưa em? Như vậy á, bên này 2C, bên này 2C được, bên này 2C, bên này 2C được. Như vậy Z chúng ta có hai công thức thỏa mãn luôn, bạn hiểu không? Mình đọc đề kỹ lại coi. Người ta nói này, Z cho phản ứng, bây giờ Z cho các chất hữu cơ, đây em này, Z cho hai chất hữu cơ cùng số carbon, nhưng mà chúng ta còn phụ thuộc vào T nữa. Nếu mà Z chúng ta được hai công thức thì T nó chọn công thức nào thì công thức còn lại là của Z, em hiểu không ạ? À? Em hiểu không em ơi? T Em này, hiểu không? T yêu cầu là T không trắng bạc và không tham gia phản ứng với thằng này. Chúng ta hiểu cái đoạn mà không tham gia với NaHCO3 thì nó phải là gì?
nó không phải là axit, bởi vì nhiều hợp chất có nhóm chất COOH thì tác dụng được với muối. Như vậy chúng ta sẽ bỏ đi 1 và 3, hiểu không? 1, 3 bây giờ là không tồn tại. Chúng ta chỉ nhận 2 thôi, đối với trường hợp 1, hiểu không em? Như vậy còn hai chất còn lại đó là chất số 6 và chất số 7. Được không bạn ơi? Được chưa nè? Vào đây này, người ta nói rõ này, chúng ta coi thử nha. Thằng này là giới thiệu phân cho hai hợp chất hữu cơ cùng carbon. Rồi T không trắng bạc và không tác dụng với thằng này, như vậy T nó phải là este. Hiểu không bạn ơi? Được chưa? Như vậy trong trường hợp này chúng ta có hai trường hợp, nếu em chọn giấy là T này thì dưới này là T. Vai trò hai thằng với nhau. Bạn hiểu không ạ? Vâng À, đúng. xin lỗi các bạn. Ở đây thầy bị nhầm cái chỗ số 7 em ơi, thầy sẽ nói lại chỗ số 7. Đây em ơi, số 7 thì nó cắt ở đây này. Cắt bên này 3C, bên này 1C này. Như vậy đây là Z, bạn hiểu không? Và đây là T, hiểu chưa bạn ơi? Đúng rồi ơi. Dạ. Như vậy chúng ta khảo Z này. Z là CH3COO, CH nối đôi CH2. Và bây giờ thầy sẽ chứng minh. Ở đây mình sẽ khảo sát phưởng thủy phân nó trong môi trường kiềm. Thường hay gặp kiềm ở đây là NaOH. Nhiệt độ đây là độ nóng. Bản chất đây. Cái phần CH3CO này sẽ kết hợp OO nè. Phần còn lại là CH2 nối đôi CH OH. Như thầy vừa phân tích cho bạn, đó là carbon mà chữ OH này mà liên kết đơn á, thì nó là ancol. Nhưng mà trong trường hợp này nó liên kết đôi thì hợp chất này không tồn tại. Cái đó hydro sẽ di chuyển qua bên này. Cái đó tạo ra hợp chất bền hơn là CH3CHO. Được không Đạt ơi? Dạ. T là thằng còn lại. T ở đây hồi nãy thầy nói nó là gì đây? Đây, CH2 nối đôi CH. Ok. Bây giờ thầy chứng minh này. Ở đây đều yêu cầu chúng ta là thằng này là gì? Này. Thằng này không trắng bạc và không tác dụng với NaHCO3. Như vậy thầy đã làm đủ rồi em nha. Được không Đạt ơi? Em có muốn Dạ. hỏi hay gì về câu hỏi này hay không? Dạ không này. À, bài này hay nhất ở chỗ nào em biết không? Đây. Viết công thức cấu tạo. Đúng rồi. Cái đoạn mà đây, cái đoạn này này, cái đoạn này là bạn làm ngoài nháp nha. Đề thi em chỉ cần ghi những ý chính như thế này thôi, được chưa? Được Đạt ơi. Dạ. Chứ không đề thi em không có ghi đầy đủ như thế này nha, không kịp giờ đâu. Với lại nó cũng không đúng trọng tâm, hiểu chưa? Em bắt đầu em trình bày từ x là, y là, z là, t là, thế là xong. Được chưa nhỉ?